Mặt cỏ sân vận động quốc tế Jakarta ngày càng xuống cấp sau ít ngày FIFA U17 World Cup khởi tranh. Mật độ thi đấu dày đặc với tần suất 2 trận một ngày, liên tục từ ngày 11 tháng 11 đến nay, cùng với điều kiện thời tiết không thuận lợi, khiến mặt cỏ JIS xuống cấp thấy rõ. Sau những trận mưa của ngày hôm nay, mặt cỏ trở nên lầy lội hơn, nhiều khu vực bị đọng nước, trong khi các vị trí giáp ranh của các lát cỏ đã lộ rõ. Một số khu vực phần cỏ tự nhiên bị chết khá nhiều. Trước đó, mặt cỏ này được làm mới khá gấp rút trước thềm giải đấu, nên có lẽ vẫn chưa đủ thời gian để phần cỏ tự nhiên phát triển và liên kết chặt với sợi cỏ nhân tạo đã được khâu xuống mặt sân. Với mật độ thi đấu dày đặc tiếp tục duy trì trong những ngày tiếp theo, sẽ là một áp lực không hề nhỏ cho đội ngũ chăm sóc mặt cỏ của sân vận động lớn nhất Indonesia này.